Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp sống miền Tây của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau: hiệu quả tuyên truyền về du lịch trên kênh sóng TTV, huyện vùng cao Quan Sơn trên lộ trình thoát khỏi danh sách huyện nghèo. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, bằng nhiệt huyết và trách nhiệm của mình, những người làm báo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã và đang nỗ lực mang đến cho công chúng những hình ảnh sinh động, chân thực về du lịch vùng cao. Thì thông qua các dịch vụ truyền hình của Đài Truyền hình Thanh Hóa thì cũng cho em được biết học hỏi thêm những cái kinh nghiệm của những nơi khác phục vụ du lịch. Mình học hỏi thêm được nhiều cái ý nghĩa hơn nữa, và nó là mình làm tốt hơn để phục vụ du khách đến tham quan rồi ăn uống nghỉ dưỡng tại gia đình, tại bản. Không chỉ người dân thôn Thanh Xuân, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, mà nhiều người dân ở các địa phương miền núi khác, qua các phương tiện truyền thông đại chúng nói chung, sóng truyền hình nói riêng, đã học hỏi được những cách làm hay, sáng tạo trong phát triển du lịch cộng đồng. Qua đó, bà con đã biết khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để xây dựng thành những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn đối với du khách gần xa. Với hàng trăm tin bài phóng sự, ký sự, phim tài liệu tuyên truyền về phát triển du lịch cộng đồng trên sóng truyền hình, những người làm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa đã giúp công chúng hiểu hơn về đất và người vùng cao, về những giá trị văn hóa lịch sử của miền núi xứ Thanh trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Với những cái tiềm năng như thế, nếu như mà các địa phương có thể có những cái chiến lược để có thể đưa những chiến lược cụ thể để có thể khai thác một cách bài bản và khai thác có hiệu quả, thì tôi nghĩ là đấy là những cái sản phẩm du lịch. Bằng những khuôn hình sống động và âm thanh chân thực, qua sóng TTV, những mô hình làm du lịch như bản hang xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa, khu Pù Luông Eco Garden, xã Thành Sơn và mô hình homestay tại bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Ba Thước đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng, để bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương miền núi học tập và làm theo. Qua những cái phóng sự, những cái ký sự mà chúng tôi truyền tải qua các tác phẩm của mình ấy, chúng tôi muốn quảng bá cái hình ảnh, cái con người vùng đất của miền núi xứ Thanh Hóa đến với khán giả trong và ngoài tỉnh, để qua đó mà thúc đẩy được cái phát triển, thúc đẩy phát triển du lịch ở cái vùng này, để làm sao mà thu hút được nhiều khách du lịch đến với vùng cao xứ Thanh. Hiện các tác phẩm tuyên truyền về phát triển du lịch không những được phát sóng trên cả hai kênh phát thanh và truyền hình Thanh Hóa, mà còn được đăng tải trên website và trang YouTube của đài để khán giả tiếp cận dễ dàng và có sự tương tác tốt hơn. Những năm qua, từ các nguồn vốn đầu tư cùng với các nguồn lực xã hội hóa, nguồn lực huy động tại địa phương vùng cao Quan Sơn đã và đang có những khởi sắc trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo hiệu quả ở địa phương. Đây là 9,5 hectare diện tích lúa nước được khai hoang cách đây 2 năm ở bản Na Hồ, xã Sơn Điện, một trong những mô hình giảm nghèo tiêu biểu ở huyện vùng cao Quan Sơn. Trước kia, bản Na Hồ nghèo lắm, dân không đủ cái ăn vì cả bản có 49 hộ, hơn 231 khẩu mà chỉ có 0,8 hectare ruộng nước. Không đủ diện tích cây cấy, bà con sống chủ yếu dựa vào việc khai thác lâm sản phụ trong rừng. Đầu năm 2016, bản được chương trình 135 đầu tư kinh phí mở rộng khai hoang được 9,5 hectare diện tích trồng lúa nước. Có ruộng, bà con chăm chỉ cày cấy, không còn phụ thuộc nhiều đến rừng, bởi thế rừng cũng được phát triển hơn. Hiện nay, cả bản Na Hồ không còn phải mua gạo từ bên ngoài nữa, vì bà con đã có thể chủ động được nguồn lương thực. Cả bản cũng chỉ còn 6 hộ thuộc diện nghèo. Đảng, nhà nước quan tâm. Trước kia, bản Na Hồ không có nhiều ruộng, sống phải dựa vào rừng. Nay được Đảng, nhà nước quan tâm khai hoang đất để làm ruộng, bà con phấn khởi lắm. Giờ thì bà con trong bản đã không còn lo thiếu đói nữa, nhà nào cũng có đủ gạo ăn, đời sống ổn định, nhà nào cũng chăm lo làm ăn hơn. Còn đây là diện tích gần 1 hectare cây trầm hương của gia đình ông Vi Văn Luân ở bản Bơn, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn. Nhằm xóa đói giảm nghèo và có nguồn thu bền vững cho gia đình, năm 2004, ông Luân đã đưa giống cây trầm hương về trồng. Theo ông Luân, trầm hương là loại cây dễ trồng, thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương. Sau từ 10 đến 15 năm sẽ cho thu hoạch, hiệu quả kinh tế lại cao.
Theo tính toán, với diện tích 1 hecta trầm hương, gia đình ông Luân cũng thu được từ 300 đến 500 triệu đồng. Xem qua truyền hình thấy cây trầm hương phát triển kinh tế cao nên gia đình tôi lấy giống để trồng, hiệu quả kinh tế cũng cao. Gia đình tôi cũng mong tức là bà con làng xóm làm theo gia đình tôi. Trong thời gian tới thì địa phương xã mình tiếp tục chú trọng về phát triển kinh tế. Trong các cái chương trình dự án mà quan tâm đến hộ nghèo thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các thôn bản, rồi là các hộ gia đình. Chúng tôi đã phân công các cán bộ đảng viên để phụ trách các cái hộ nghèo này, để hướng dẫn cho các cái hộ nghèo này để phát triển kinh tế, để thoát nghèo trong thời gian tới. Một trong những cách làm hay thiết thực của Quan Sơn và được đồng bào ủng hộ, đó là cho dân cái cần câu để phát triển sản xuất. Hiện nay, huyện chủ trương xã hội hóa chương trình hỗ trợ người nghèo thông qua huy động vốn trong dân và vốn đối ứng của nhà nước để hộ nghèo đầu tư phát triển sản xuất. Cách làm này đã gắn trách nhiệm của hộ nghèo với đồng vốn bỏ ra, cho nên việc đầu tư phát triển chăn nuôi trồng trọt có hiệu quả. Thì có mấy nội dung mà xã tập trung. Thứ nhất là tăng cường các công tác chỉ đạo thực hiện cái nghị quyết đó. Và nội dung thứ hai thì hàng năm là xã là tập trung vào việc là xóa đói giảm nghèo thì lại phải bắt đầu từ rà soát hộ nghèo. Mà rà soát hộ nghèo thì lại phải xem là nguyên nhân nghèo của các hộ là bắt đầu từ đâu. Đấy, nguyên nhân có phải là do là thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, hoặc là do là dân trí, do chưa có kinh nghiệm trong sản xuất. Và để từ đó để ra cái định hướng thứ ba. Mà cái thứ ba đây là từ cái xác định là nguyên nhân nghèo thì để hỗ trợ cho phù hợp. Điều đáng mừng là từ việc tuyên truyền và triển khai thực hiện chính sách dân tộc đã làm thay đổi tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước cũng như tập quán canh tác lạc hậu của nhân dân. Theo đó, mô hình giảm nghèo được triển khai đã mang lại hiệu quả, nâng cao đời sống cho đồng bào. Đến nay, nhiều hộ đã ổn định kinh tế, tự nguyện làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Như năm 2018, xã Mường Mìn có 19 hộ, xã Sơn Hà có 8 hộ. Gia đình chị Lò Thị Dinh ở bản Hạ, xã Sơn Hà, trước đây cũng thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Mặc dù chăm chỉ làm ăn, nhưng do thiếu đất canh tác nên gia đình chị vẫn nghèo. Đầu năm 2017, được sự tuyên truyền giúp đỡ của chính quyền địa phương, chị Lò Thị Dinh đã đi xuất khẩu lao động tại Ả Rập Xê Út. Với nguồn thu nhập ổn định hơn 9 triệu đồng một tháng gửi về, sau 3 năm, chị Lò Thị Dinh đã có một số tiền kha khá để sửa sang nhà cửa, mua sắm các vật dụng sinh hoạt và có vốn để phát triển chăn nuôi. Hiện gia đình chị Dinh đã thoát ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã. Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Được sự quan tâm của cấp trên, tôi được đi xuất khẩu lao động. Hiện gia đình tôi đã thoát được nghèo rồi. Mong muốn của tôi là tới đây sẽ nuôi thêm gà vịt để phát triển kinh tế. 99 bản đều có 99 cán bộ công chức phụ trách thực hiện theo cái mô hình 3+1 là dự sinh hoạt chi bộ với các chi bộ bản hàng tháng, dự sinh hoạt với nhân dân. Trên cơ sở đấy là hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc người dân để phát hiện ra những cái hạn chế yếu kém của người dân để chúng tôi là hướng dẫn khắc phục nhân dân thực hiện các cái chỉ tiêu mà cấp trên đã giao về cho từng hộ, từng bản. Mặc dù những kết quả về công tác giảm nghèo của Quan Sơn đạt được rất cao, được đánh giá là huyện miền núi có tỷ lệ giảm nghèo nhanh. Nhưng về cơ bản, Quan Sơn vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là đối với ba bản Mông và các bản Thái ở biên giới. Bởi vậy, trong thời gian tới, Quan Sơn cần tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng để nhanh chóng thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, khơi dậy sức dân, đoàn kết các dân tộc. Đồng thời, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của tỉnh và trung ương để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Có như vậy, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa Quan Sơn thoát khỏi huyện nghèo theo nghị quyết 30A của chính phủ mới trở thành hiện thực. Chuyên mục Nhịp sống miền Tây đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.